một tiểu hành tinh có kích thước gấp 2,5 lần tòa nhà Empire State đang lao về phía trái đất, nhưng bạn có thể nhìn lên. Đó là bởi vì nó đã ở trên radar của chúng ta trong nhiều thập kỷ. Cho chúng ta nhiều thời gian để tính toán quỹ đạo của nó và xác nhận rằng nó sẽ không va chạm với hành tinh của chúng ta và kết thúc nền văn minh như chúng ta biết khi nó bay ngang qua trái đất vào thứ ba, ngày 18 tháng 1, như tên gọi của nó. Tiểu hành tinh 7482-1994 PC-1 được phát hiện vào năm 1994 và được phân loại là tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy hiểm do kích thước lớn 3.280 feet hoặc khoảng 0,6 dặm và gần trái đất trong các lần bay trước. Theo các nhà khoa học các phép tính, vào ngày 18 tháng 1 lúc 4 giờ 51 chiều ET, tiểu hành tinh di chuyển với vận tốc khoảng 43.000 dặm một giờ, 69.200 km một giờ, sẽ đến cách trái đất 1,2 triệu dặm, 1,9 triệu km, chỉ hơn 5 lần khoảng cách giữa trái đất và mặt trăng. Có nghĩa là không giống như những người trong bộ phim nổi tiếng Don't Look Up của Netflix, chúng tôi không có gì phải lo lắng. Và một khi nó trôi qua, nó sẽ không quay trở lại trong 200 năm nữa, trong khi đó, các nhà thiên văn học sẽ để mắt đến các tiểu hành tinh nguy hiểm tiềm năng khác. Một yếu tố thú vị của chuyến bay tuần tới của 7482-1994 PC-1 là những người có ngay cả một chiếc kính viễn vọng cơ bản cũng có cơ hội phát hiện ra nó khi nó chạy nhanh qua. Ersky đưa ra lời giải thích chi tiết về nơi cần tìm và chính xác những gì cần tìm khi tiểu hành tinh tiến lại gần. Khả năng một ngày nào đó một tảng đá không gian khổng lồ va vào trái đất là mối quan tâm rất thực tế, khiến NASA bắt tay vào sứ mệnh đáp nhằm đâm trực tiếp tàu vũ trụ vào một tiểu hành tinh để xem liệu chúng ta có thể thay đổi đường đi của nó hay không. Nếu thử nghiệm đạt được mục tiêu là thay đổi hướng đi của tiểu hành tinh, hệ thống có thể trở thành một cách khả thi để trái đất tự bảo vệ mình khỏi bất kỳ vật thể nguy hiểm nào được phát hiện hướng thẳng tới trái đất trong tương lai. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.